Chào mừng mọi người đã đến với series Minecraft Công viên Khủng long. Hãy like, share và subscribe ủng hộ các thành viên team tụi mình để tụi mình có động lực để làm ra những video hay và chất lượng hơn nữa. Nội dung của tập trước. Cho tôi hỏi là cái giọng anh này sao kỳ vậy? Nói giọng dễ mộng được không ta? Ôi xin chào anh nha, tôi là Khủng long ba và đây là hai thằng Khủng long cơ. Tôi đang ngồi ăn cỏ mà anh nói cái giọng gì kỳ vậy? Ông này hình như ông già, ông sắp thăng rồi. Mày đâu? Ủa em con nãy giờ đi ba mà con đâu biết đâu. Thằng em mày đâu? Anh ơi. Ôi núp vô. Cứu em. Ôi như nó bị bắt rồi ba ơi. Để con đi cứu nó cho. Đừng có lại gần nó. Cái đang ở trên kia. Nhưng mà giờ chẳng lẽ tụi mình bỏ nó. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thôi. Đi được mấy ngày rồi bơ, con mệt quá à. Ừ, con nhớ mẹ quá à. Sắp đến phía bắc kìa ba, đến khu phía bắc kìa. Tụi mình đi được 3 ngày 3 đêm rồi đó, mình tới cái ngã tư này là chắc sắp tới rồi đó. Bây giờ mấy đứa ơi, ở dưới này nó có nước nè. Đây ngã 3 mà. Ngã 3 sao kêu ngã tư ra, ba bị lạc mù đường ơi. Mấy đứa thử tưởng tượng đi, 3 ngày 3 đêm không có gì trong bụng đi, mấy đứa cũng bị chèn ba. Mấy đứa cũng được ăn nha, ba còn hái trái cây cho mấy đứa ăn nha. Không đủ cho ba ăn nữa. Ba hơi cầu à, bây giờ nhảy xuống đây đi mấy đứa ơi, nhảy xuống đây đi, có cá có gì không? Không thì uống nước cho nó đỡ khát rồi đi tiếp mấy đứa ơi. Ôi. Bây giờ không được đi xuống. Bây giờ thằng Út là nhảy theo anh nha. Nói chung là bây giờ mình sẽ nhảy xuống nước này à, mình bắt cá để ăn rồi uống nước rồi. Ba bây giờ tụi mình phải coi kỹ thằng Út, nó chạy lung tung nó bị bắt nữa là em mà lần này bị bắt nữa là anh cho khỏi có cứu em luôn đó nha. Ừ, ở đó luôn nha. Trước ngủ nó hên mới bắt được em thôi. Ừ hên hay lắm. Bây giờ em ngu rồi, bọn nó hên thôi. Ừ. Ê, tại vì con ngu. Ê, giờ bây giờ con giờ nhảy xuống đi. Con nhảy xuống trước nha ba. Ừ. Búm. Ô, được rồi nè. Ây da. Ôi, búm. Ôi, hên quá. Thằng Út em đụng đất rồi. Ok, để ba nhảy. Trường xuống nước. 1 2 3 Ôi dạ, chết ba rồi. Sao ba không nhảy lên nước mà ba nhảy xuống đất vậy? Sao ba kỳ quá vậy? Ba xuống đây luôn rồi. Bây giờ ba đi hết được rồi. Ủa ba bị sao vậy? Cái chân ba chắc nó bị sưng hay nó bị gì rồi, đau quá à, đi không có được. Trời ba không đi rồi. Ba leo lên người con đi, con cõng ba cho. Ba bị con bị điên á. Con nhìn tướng con với tướng ba, coi ba rồi. Ba chỉ cần ngồi cái này con dẹp lép ơi. Vậy giờ sao đây Út? Mày đưa đi xuống mặt con mình bỏ ba đó đi, mình đi tìm mẹ, gọi mẹ quay về chửi cho ba. Lần trước thằng nào cứu mày, thằng kia. Ê dạ. Ôi vậy, ôi ba ơi, bây giờ con bỏ ba ở đây rồi, lỡ tí có người khác lại bắt ba sao? Đau chân quá. Bây giờ mấy đứa đi xung quanh xem có con người, à quên, con khủng long nào cứu không? Đừng kêu người tới, có người thì nhớ chạy. Đừng có kêu con người tới. Vậy là bây giờ nếu mà gặp người là con sẽ kéo người lại đây đúng không? Không phải gặp hoặc là cái gì đó gần giống như con khủng long, hay kêu lại cái con gì mà mấy đứa nói chuyện được. Con gì mà nói chuyện được. Rồi, Út ơi đi thôi. Vậy ba gán ở lại đây nè, con sẽ đi kiếm những cái người khác giúp đỡ. Ok, ba đi ngâm nước nóng đây. Ủa quên, ngâm nước suối đây. Ông ơi đi theo anh, coi chừng bị đi lạc bây giờ. Ủa có bông mai. Đây cẩn thận nhiễm trùng chết ngắt đó ba. Thằng quỷ này. Ủa có bông hoa đẹp quá ạ. Ủa hoa chơi theo hàng luôn. Mình bắt bướm các kiểu đi. Trời, anh bắt bướm kiểu gì mà sao phá hết hoa người ta vậy? Ủa có bông hoa hồng này. Ý có mấy con này nè, lại thịt nó đi em ơi. Đói bụng quá à. Đâu? Nè mấy con này nè. Ui nó chạy kìa. Ủa nó chạy kìa. Ui chạy hết trơn rồi. Chà. Nó bụng qua bắt nó đi. Chà. Ủa nguyên bầy luôn. Ủa nó chạy nhanh quá à. Em bắt không kịp. Ủa nó đây nè, một bầy nè. Trời ơi. Ủa nó đội cái mũi vậy luôn kìa. Ui ghê quá. Nó đội mũi. Ui nó chạy đó rồi. Mình đi. Ui có hai bác khủng long à. Ghê. Đâu? Nè. Ủa em đâu rồi? Anh đâu rồi?
Nè nè, anh nè, anh nè, anh nè. Ok, đây. Ý, có hai con gì bị dập quá rồi, có cái ngà kìa. Ui. Ủa cái đó cái ngà hả anh? Đúng rồi. Tiền thấy luôn á. Từ từ lại gần. Thì dừng dồi mà mút đó em ơi. Ui. Ủa, con ma nó mút gì anh? Hello, 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 chào hai người. Chào hai bác. Sawadikap. Ủa cái gì đây anh ơi? Anh còn không biết nữa. Không biết dân tộc gì á, em không ta đùa tí thôi. Sawadikap. Hai con là ai? Tại sao lại tới đây? À, con nghe anh ơi. Ờ, nói tiếng khủng long. À, con trên đường tới một cái công viên ở phía bắc á. Đang đi giữa chừng thì ba con bị té gãy chân rồi bác ơi. Ồ, thật là may mắn làm sao. Ủa, cái gì kì vậy? Ý bác là sao? Ý là ta nói là hai con thật may mắn làm sao khi gặp ta. À, ta mới ché ra được một cái thuốc gọi là chữa được gãy chân. Nhưng mà cái nguyên liệu á thì các con hãy đi tìm, ta sẽ gợi ý cho các con. Cái nguyên liệu đầu tiên là con là đi tìm một cái bèo. Cái bèo. Cái bèo này nó sẽ ở trên một con sông là một vùng nước nào đó. Đó là nguyên liệu đầu tiên, hãy đi thu thập đi nào. Nguyên liệu đầu tiên. Rồi bây giờ mình đi học thu tập bèo thôi em ơi. Xong rồi này, ủa? Không nghe hết à? Không nghe hết nguyên liệu à? Ủa? Tiên hãy đi thu thập nguyên liệu đầu tiên xong rồi quay lại đây. Sao bác chơi hành quá đi. Bác biết ra đây. Cái này ta làm mệt lắm cho nên là ta phải hành ngược lại. Bèo ở đâu trời? Thôi cho béo làm gì không biết. Ê. Bèo. Ôi ơi, mấy con mèo biết bèo đâu, mấy con mèo. Ui. Mèo sao biết bèo ở đâu? Trời, nó thấy mình nó chạy cong đuôi luôn kìa. Không biết bèo ở đâu. Mình bộ dữ lắm hay sao? Mình hiền lắm mà. Không biết bèo ở đâu hết. Ôi, không biết bèo đâu hết luôn. Mèo không biết bèo. Ô, ê, con mèo này nó cưỡi con khủng long ở trên đầu nè. Trời ơi. Nó bận hóa trang cosplay thành mình á. Ui. Đứng lại. Ê. Bự. Nó lầy rồi, nó chạy luôn rồi. Trời sắp tối anh ơi, mình đi kiếm bèo. Kiếm bèo lại em ơi. Đâu, ở bờ sông. Có không trời. Có bèo. Ở đây có. Chắc phải đi lại cái khu công viên cũ để kiếm. Công viên cũ hả? Trời ơi, đường xa quá trời luôn, sao kiếm. Ở chỗ ba mấy người đó. Ở chỗ ba. Ôi. Có ai kìa, có ai nói chỗ ba mình kìa. Wow. What? Ê, mấy con mèo lại đi, tính sổ cái con. Ê, ba, hello ba, ôi. Đi đâu rồi, nãy giờ chưa về với mấy đứa. Trời ơi, con mới gặp hai cái bác. Hai bác rồi, giờ mà muốn bác đó nói bác có chế tạo ra một cái công nức là có thể chữa cái bệnh gãy chân của ba. Rồi bây giờ bây con... Bây giờ ba đi ca chậm gì đâu, chân quá à. Bây giờ giọng ba nãy giờ la nó cán luôn rồi. Ba gán ở đó đi, để con lấy bèo đó. Ủa đi nữa hả? Nữa. Ba la từ giọng Nam của giọng miền Nam lên ba la đến giọng miền Trung luôn. Ba không biết bây giờ giọng ba nó bị cái gì nữa rồi. Trời ơi, giọng ba la lên. Hô quá. Trời mưa luôn rồi, trời ơi. Tại sao lại một con khủng long buồn ba chỗ này. Cái ba đi. Quá từ không. Ba biết sao ba mập không ba? Ba nói sao? Ba nói nhiều quá nên ba mập với ba im giùm. Ai vô duyên mày. Tao quýnh tao gãy giò rồi. Ô, hello hai bác voi, con về rồi nè, để con quăng bèo ra cho bác. Rồi. Bây giờ mình cần tìm cái gì nữa bác voi? Cái món nguyên liệu thứ hai đó là con hãy đi kiếm một cái dây leo. Dây leo. Nhưng mà để kiếm dây leo thì dây leo. Dây leo chứ không phải dưa leo. Dây leo, để kiếm dây leo thì con phải cần một cái dụng cụ đặc biệt. Đây, ta đã trộm cái này của loài người thành ra lộn. Mượn hả? Cái này ta đã chế tạo được. Thì các con hãy dùng nó để thu thập dây leo. Đó. Sao? Phải coi con ngón tay à? Nó sao? Ồ, nó sợ rồi. Hãy đi thu thập dây leo nhanh lên. À, dây leo. Ở đây dây leo nè. Dây leo nha, chứ không phải dưa leo. Dây leo nè, dưa leo hoài đi anh. Không, cắt dây leo chứ không phải dưa leo em ơi. Nè, quá trời dây leo nè, em dùng cái dụng cụ hồi nãy của bác, ba em cắt đi.
Trời ơi, mưa quá mấy đứa ơi, làm ơn cứu ba giời. Ba gán ở đó đi ba ơi. Tụi bay đi đâu mà lâu quá. Nè nè, con quăng dây leo ra nè bác ơi. Chưa leo nè bác ơi. Đây, bên này à. Rồi, đợi ta một chút. Ôi, trời, hai bác vô mâu thuẫn đánh nhau rồi em ơi. Còn mình chạy ra xa đi, né ra đi. Bác kia dùng cái ngôi nhà, cái ngà thông chọt chọt vô. Trời ơi. Ôi, chọt chọt vô gì kìa. Ôi, đi ra cắn tôi tóm cộng rồi. Ôi, con nội hai đứa lại đây. Ta đã chế xong rồi đây. Ôi, cứ lại không anh, cứ lại không anh. Lại đi. Bác này không biết nguyên liệu chế dùng cái gì nó mà ghê đi chứ. Chọt vô bác kia cái là chế xong liền, ghê đi. Không nghĩa sao chọt cho bác kia cái đầu bác kia đi đâu mất tiêu. Đây, ghê đây sẽ là cái thuốc chữa bệnh gãy chân. Thì trước khi lấy cái thuốc này thì hãy trả lời ta một câu hỏi. Câu hỏi đó là trong hai con voi này thì con voi nào đẹp nhất? Ca này khó à, hai con xấu đều sao trả lời em đây. Giờ dẫn lại mình nói xạo với ổng ha. Ý nói xạo là anh nói là ổng xấu gì? Ý là mình nói anh cảm thấy là ổng không có được đẹp. Bác không được đẹp bác ơi. Sao rồi, hai con đã tìm được câu trả lời chưa? À, con thấy hai bác đẹp đều á bác ơi. Hai bác đẹp đều. Rất là đẹp. Câu trả lời bác, bác là đẹp nhất trong đám xấu luôn con thờ. Chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn bác. Được rồi, đây sẽ là thuốc của các con. Đâu. Đi nè. Ủa em lộn hả? Rồi giờ em về. Rồi cảm ơn hai bác nha, hẹn gặp lại hai bác sau. Giờ con về con chữa cho ba con đã. Tạm biệt, bye bye. Hẹn ngày gặp lại, thượng lộ nằm ngang. Trời ơi, đói quá, trời ơi, đuối quá, chân đau quá. Mà hai thằng con nó đi đâu hoài mà nó chưa có về. Bà ơi, con có tin. Con có một tin vui, một tin buồn, bà mới nghe tin gì chưa? À con, ba muốn nghe tin vui trước con. Con tìm thấy thuốc rồi. Yeah, tin buồn. Tin buồn là nó uống thuốc hết rồi bời. Mày bị điên á thằng này năm sau ngày giỗ của ba. Yeah. Ba không gãy giò, ba gượt tao, ba tập mày rồi thằng Quý. Sao ba đi không được vậy á? Nó vợ với ba thôi chứ thằng Út nó chưa uống thuốc. Quăng thuốc ra cho ba uống đi em ơi. Nè ba. Đó, uống lại bơi. Về đi ba ơi. Chân ba sao rồi, đỡ hơn chưa? Ôi, ba chạy nhanh rồi. Ôi, ba cái kiểu này là ba uống nhầm thuốc khủng long điên rồi. Chạy như một điên ấy. Chết rồi. Chết rồi, em không biết là cái thuốc gì rồi. Có hai bác voi ở đằng xa kia kìa. Bây giờ mình lại, mình con dẫn ba đi gặp hai bác voi đó nha. Để ba đi rồi ba cảm ơn cho tụi nha. Tụi cho hai bác đó vậy tốt bụng quá ha. Mấy đứa hai bác voi đó đẹp không? Đẹp nhất trong đám xấu luôn. Không, nguyên khu rừng này là hai bác voi đó đẹp nhất á. Tại vì có hai bác voi đó không là. Là nguyên cái khu rừng này chỉ có hai con voi và hai con voi đó đẹp nhất đó. Đúng rồi, ý con là vậy. Ở chỗ này mèo chuột gì đâu ghê vậy. Tom and Jerry không có gì. Hai bác voi, hello, how are you? Mới vô tự nhiên thấy ông này hửi đích bà kia rồi. Ba phải nói tiếng ngôn ngữ của người ta. Okay, là ba hỏi Sawadika. Ok, Sawadika, cạp. Ủa, cái đầu ông này đâu? Trời. Vừa nãy bị bà kia. Hello, Sawadika, khó. Nẹt. Sawadika. Hello. Em cảm ơn hai anh chị. Này không phải, xin lỗi nha, tại nhìn hai anh chị trẻ quá nên em kêu là hai anh chị. Nhưng mà thiệt ra là tôi cảm ơn hai ông bà đã giúp cho tôi và hai đứa con có thể lên đường tiếp tục. Thì chân của tôi đã khỏi rồi, chân của tôi bây giờ nhảy ghê lắm, nhảy cao là cao luôn. Cảm ơn hai ông bà nha. Bây giờ thì tụi tôi cảm ơn, tụi tôi xin được quyền cứu nha. Bye nha, trời mưa rồi, thôi đi mấy đứa ơi. Đi tìm mẹ tiếp thôi ba ơi. Okay. Gần đến cái trung tâm phía bắc rồi. Này mèo nhiều quá ha. Quá trời mèo luôn. Trời ơi. Có tiếng gì hả ba? Ơi.
quay lại cứu ơi, trời ơi, mấy cái kiếm này làm gì vậy? Ôi, ghê quá à. Kiếm ơi, ôi, nó bự quá bà ơi. Ôi, ôi, con sợ quá, nó giết con kìa. Ôi, ôi, bộ nó đông quá à. Ôi, mấy con báo này sao hả? Ô, hình như tụi mình tới rồi nè, ba thấy được cái tường rồi nè. Ôi, vậy là mình đâu? Tới nơi rồi hả? Ba thấy được cái tường chứ cái gì? Ê, nhỏ, có chừng tụi nó bắt. Mình bây giờ mình phải thực hiện cái hành động nhập vô. Đột mẹ kéo quá à. Để tìm mẹ hông ơi. Ôi, tụi con cảm ơn hai bác nha, tụi con rất là cảm kích hai bác. Tại vì hai bác đã giúp con. Ủa, bác trai đâu rồi? Bác trai rồi. Ồ, bác phép định. Bác trai phát điện rồi, bác trai phát điện rồi. Ồ, đi rồi. Vậy thôi, bác trai ơi. Đây nè, bác trai vẫn ở đây mà. Ôi ơi, bác trai, à, nãy giờ bác trai đứng ở trong người bác gái nên không thấy. Rồi, hai người đứng chung rồi mình không biết luôn. Vậy thôi, tạm biệt hai người nha. Bây giờ tụi con phải đi tìm khủng long mẹ rồi. Tạm biệt hai bác. Ok, tạm biệt. Bye. Bye. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập thứ 5 của series Minecraft công viên khủng long. Và ở series này, ở tập thứ 5 này có sự góp mặt của Bean Gamer, tức là Oops Cactus và Honey Iron Man. Saku Thanh niên đẹp trai nhất trên mặt trời. Ok, và hy vọng là các bạn thích tập này thì đừng quên qua channel của Bean Gamer và Ước Cactus và Saku subscribe ủng hộ cho mấy bạn đó nha các bạn. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye.